Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một dự án có tên là Akikoi, nhận 10.000, 100.000 tập cần có ký hiệu là AKL. Chương trình hay góp này góp 2 nha các bạn. Thì để tham gia giám này các bạn cần click phần link mô tả dưới video mời tôi làm start chatbot. Sau đó thì các bạn bấm don nha bạn. Chữ đông nè các bạn. Để lưu cấp dưới cấp cha. VOG nè. Rồi. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group. Rồi sau đó các bạn mới đập lên đó các bạn. Tiếp tục follow tại Twitter và retweet. Xin tại Twitter đó các bạn theo dõi nha các bạn. Các bạn like, các bạn chỉ nhận bài video game. Bạn tan dạy người bạn mình giao nè. Tweet lên. Sau đó các bạn ghi cover chain, cái này nhiệm vụ làm sao đây các bạn. Tiếp tục follow tại Twitter nè. Tại Twitter có thể dõi dự án này của ông Nhật Bản hay gì. Online nè. Các bạn tại Twitter lên nè. Tiếp tục thì các bạn join vào kênh Telegram của nó nè. Các bạn mới đập lên nè. Join tiếp, follow tiếp kênh tại Twitter và retweet nữa nè. ICO. Rồi các bạn cứ click like và tweet lên thôi các bạn. Rồi sau đó các bạn mới đập lên các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn bấm vào một register nữa. Đăng ký một cái tài khoản trên Aquilet Exchange. Rồi dòng đầu tiên thì username thì bạn ghi họ như tên của mình vào nha các bạn. Quỳnh Giang Anh. Rồi dòng thứ hai là email của mình nha các bạn. Email phải cho chính xác đàng hoàng nha các bạn. Dòng thứ ba thì password, dòng thứ tư xác nhận password nha các bạn. Rồi dòng thứ năm thì các bạn chọn vào quốc gia Việt Nam. Việt Nam mình lúc nào cũng nằm dưới khoảng thứ năm, thứ sáu dưới đây nè. Rồi chấp nhận điều khoản, bấm vào sign up. Rồi thank you for your email. Rồi sẽ có một cái email gửi về hộp thư email mình nha các bạn. Bạn vào config mail mới được. Airdrop tất cả thư các bạn chụp xíu các bạn. Đâu rồi, sao kiếm hoài nó không có gửi email các bạn. Đây đăng nhập thư các bạn. Sign up account email. Nhập mật khẩu mình. Sao nó không có gửi email gì bạn. Mình lục hết trơn tất cả email mình luôn. Đăng ký hai hạt luôn mà nó không gửi gì email. Mình lục hết trơn. Chắc nó gửi gì sao các bạn. Các bạn kiểm tra các bạn, sau này nó gửi về sau khoảng 5 phút nửa tiếng một ngày gì đó các bạn vào các bạn login các bạn. Rồi các bạn bấm vào submit detail nè các bạn. Rồi các bạn đi địa chỉ email của mình đã đăng ký trên website nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn điền lời UID tại Twitter các bạn, là username tại Twitter các bạn đã follow ai góp. Về này nè hết chín. Cái máy mình quá trời nặng máy các bạn. Tiếp tục hỏi có register ấy không thì bạn bấm set nha mà. Verify email có hỏi bấm set. Hỏi mình đã có verify email mình chưa. Dạo chờ hoài mà sao không gặp email về tại. Sau này nó trả về cái nó trả về giấy chút thì đợi còn ngon. Rồi chắc vậy tiếng sau cho nó gửi về quá các bạn. Rồi bấm Z nha các bạn. Rồi nó hỏi có đi follow bấm Z nha các bạn. Tiếp tục nó hỏi có đi which account. Rồi đây thì bấm Z luôn các bạn. Rồi bấm Z luôn nè. Có follow không? Bấm Z. Follow và comment ha. Để vào comment câu các bạn. Good. Hay lớp đại đi. Rồi bắt đầu lên. Tiếp tục cũng gửi địa chỉ BNB Smart Chain Bet 20 trên chocolate mình nha các bạn. Các bạn lưu ý các bạn nhớ vào mail các bạn complete mail nha các bạn.
Tới lúc nó kẹt mèo, nó gửi về mà kẹt mèo. Rồi tiếp tục bấm balance đi chứ, tôi cầm kiếm được thôi các bạn. Rồi mình đã nhận được 10.000 tôi cần A là KL này các bạn gì đến ghép chia sẻ trong bè những cái thân để kiếm cho tôi cần các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc, mình chào tạm biệt và hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo của mình nhé.